Rồi, chào anh chị các bạn trở lại với chương trình xe hơi. Hôm nay thì em quay được cái mẫu Xpander. Đây là bảng Eco. Tuy nhiên thì cái đặc biệt đây là cái mẫu mới ra mắt nhé. Nó gọi là màu nâu xanh. Bọn em nói thật là xe vừa về buổi sáng nên là chưa xem được cả giấy tờ là cụ thể là trên đăng ký thì nó sẽ ghi là màu như nào. Đây, mình nhìn trực tiếp nhé. Đây là mã màu mới. Tất nhiên nó sẽ áp dụng trên cả phiên bản Premium hay là Xpander Cross 2023 vừa ra mắt. Thật sự thì cảm quan đầu tiên thì mình nhìn thì màu này khá là vào mắt, đúng không ạ? Vừa với dáng xe không bị nhỏ quá mà vẫn rất là trung tính điềm đạm. Hiện nay thì Xpander mà em bán có cả Vin 2022 và 2023 nhé. Giá xe 2023 thì cũng giá niêm yết cao hơn đâu đó khoảng 10 triệu. Chi phí giảm giá của bản 22 tất nhiên là sẽ tốt hơn rồi. Còn bản 23 như này thì với đầu xe Eco số tự động, nó gọi là bản tiêu chuẩn số tự động nhé. Đây, chúng ta vẫn còn phanh tay như ở trên phiên bản đời trước. Thì hiện nay giá của em này bên em đang giảm đâu đó vào khoảng 10 đến 15 triệu. Tất nhiên là chưa phải giá chung kết, nhưng mà anh chị có nhu cầu thiện chí thì mình vui lòng hệ trực tiếp của bên em. 598 triệu. Lăn bánh đâu đó chắc chỉ khoảng hơn 650 một chút thôi. Rất hợp lý ạ. Màu này thì khá đẹp. Bản Eco này thì sẽ giống với bản Xpander đời vào khoảng từ 19-20 đổi lại nhé. Anh chị thông cảm là xe mới về nên em chưa lắp đầu và cam, màn hình các thứ. Thì mình quay thô như này thôi. Chủ yếu là quay cái màu mới cho anh chị. Rồi, với các bác mà ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn thì hiện nay thì bên Bắc Ninh nó khuyến mại rất là tốt mà mình có thể cân nhắc liên hệ. Thường thì bên em sẽ bán giá cạnh tranh hơn Bắc Giang khá nhiều. Mà xứng đáng để anh chị tham khảo. Với anh chị vay mua trả góp thời điểm này thì lãi suất các ngân hàng cũng đã giảm khá nhiều rồi, đâu đó vào khoảng trung bình khoảng hơn 10% một năm. Với anh chị mà có hồ sơ tài chính tốt. Cụ thể thì gói vay tốt nhất hiện nay em thấy là khoảng gói 5 năm với 9,19% trong 6 tháng đầu và 10,4% trong 54 tháng còn lại. Tất nhiên chúng ta vẫn có những gói cố định 1 năm, 2 năm, 3 năm hay là các ngân hàng thương mại cổ phần khác. Cụ thể lãi suất như nào thì mong anh chị liên hệ trực tiếp để bên em cung cấp lãi suất này, giấy tờ này hay là cái bảng tính trả góp. Rồi, màu mới như này, lăn bánh đâu đó khoảng hơn 600. Còn bản Xpander bản cao cấp thì bên em cũng đã về bản 23 rất nhiều rồi. Mình có thể thấy là hôm nay xe về rất nhiều. Đấy, anh chị có thể xem trên kênh để xem thêm một số màu. Bản Xpander thì 658 thì bên em hiện nay đang chương trình nó sẽ tặng một cộ cam 360. Tuy nhiên thì mình muốn quy đổi về tiền hay là cân nhắc đổi sang các phụ kiện khác vừa ý thì có thể liên hệ qua bên em nhé. Xpander, màu này đẹp quá. Chỉ làm thêm một chút phụ kiện thôi là rất là hợp lý rồi. Nếu mà bác nào lấy book ngay con này mà muốn độ theo Premium thì alo cho bên em nhé. Để bên em tư vấn thêm về phụ kiện. Đây, bên cạnh này là bản Brand này. La răng, đèn, phanh tay điện tử, đúng không ạ? Anten vây cá. Lệch nhau vào khoảng hơn 60 triệu. Cả 360. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.